Nghe ông Tư nói là ở phía sau là có bốn ông voi mọi người, bốn ông voi bằng đá rất là to luôn. À, thì là bốn ông voi phía sau đây này. Đây, bốn ông, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đây đây bốn cục đá đây nè mọi người, bốn ông voi nè. Đây có một cái đường mòn đi ra phía sau luôn. Đây một ông nè, ở phía trên thì ông Tư cũng có xách những viên đá này mọi người. Đây một ông nữa nè, bên kia hai ông nữa mọi người. Lộc xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay hiện tại Lộc đây có mặt tại cốc ông Tư Tu Tiên. Ông Tư thì cũng đến từ sớm để quét dọn rồi mọi người. Còn bây giờ thì Lộc mời tất cả mọi người cùng đi lên để trò chuyện với ông Tư và nghe ông Tư thuyết pháp cùng với Lộc nha. Bây giờ thì cũng đã 5 giờ rưỡi sáng rồi mọi người. Hiện tại là ông Tư đang quét dọn ở phía sau trận pháp chính. Sáng thì ông Tư đến lúc 5 giờ kém mọi người. Sau đó thì ông Tư quét dọn và ông Tư đi về thuyết pháp cho các Phật tử ở xe đó mọi người. Đây là những viên đá mà ông Tư xếp ở trận pháp ở phía chính, ở phía trước. Sáng nào ông Tư thì cũng đến đỡ quét đó mọi người. Đây, ông Tư đang quét ở bên chỗ cây bồ đề mọi người. Mình không có đây sau quét à ông Tư? Mình không có đây sau mình quét à? Biết lúc gì xong rồi mới cậu về. Dạ. Mùa này con thấy lé hơi ít lắm Tư ha. Có tháng mưa chắc lé nhiều cũng nhiều. Ông Tư thì thường ngày sáng cứ 5 giờ là đến quét lé tại chỗ cốc ông Tư mọi người. Thường là ông Tư đi về mấy giờ thì ông Tư đi thuyết pháp ông Tư? 7 giờ ông Tư? Hồi xưa thì 4 giờ thì vô tấu là mấy. Dạ. Dạ. Giờ dắt ông Tư cũng đi gần 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 đây thôi chứ đi xe quá. Mình có bến cầu nó cứ qua bữa qua kia nó nước nên là nước thì nó ngoài chưa đi được dạ bến cầu chỗ Phú Lộc dạ ngay chỗ cầu Thành đó không Tư ha mình cũng lên chút dạ bến trâu họ kia đó là lên chỗ đó là chỗ đúc chân đèn đồ không Tư dạ. Hồi kia là ông Tư ở hôm đây cái ngày đêm luôn ông Tư. Ở đây ở ngày kia luôn chứ dạ ở mãn rồi kìa. Dạ. Lúc mấy chục năm mãn rồi kìa. Rồi cái mới tụi nó khóc quá rồi mới về kìa. Đi về đó chứ. Vậy là ông Tư về nhà đây đây được bao nhiêu năm rồi ông Tư? 3-4 năm à. Dạ 3-4 năm rồi. Quá trời mới còn chứ. Dạ. Ở luôn ngày đêm cái này có đủ vậy. Vậy là ngày xưa ông Tư ở chung với một anh đệ tử thôi. Ừ, đó không ngại. Dạ. Ủa mà ông anh đó ông chịu ở đây nữa sao ông về Sài Gòn lại ông Tư? Nó mãn rồi vậy mà nó bây giờ nó ra mà nó giờ bây giờ nó rước về học. Dạ. Ông cũng đó hành nó. Dạ. Học cái đó rồi học được học được mà nó vừa học á nó phải học bài đó đó là tự lâu lâu ông anh đó có re thăm ông Tư được không re á dạ. Nghe nói là ở phía sau có bốn ông vô bằng đế mà xe không Tử? Đá hả? Dạ ấy là mình đi đi ra phía sau xe không Tử? Lần cái khâu đi ra ra rõ rễ rồi ra ai ra rồi sau nè. Dạ. Đường đi ra đó một hàng nó đi một hàng nó lên đường kia mà nó xuống nó gần đó nó có cầu cầu ở gần đó. Dạ. Ông vô cuối rồi đó ông vô ông quật đâu đó. Dạ. Ông vô ông
ông rất gọi là ông quốc rồi ông rồi mỗi gọi dùng với ông bay vô đây nè, cái gọi bay vô dạ là gì, ở phía sau rẫy không tự đợi chút xíu nó cũng ra gì cũng gần sau phía sau rẫy mọi người có bốn ông vô bằng đá và một ông rùa bằng đá không tự rùa đó ông quay vô đây ông cũng đi lên đường chắc hướng lên chắc ông đi là hướng lên anh chúa mà cái ông thấy rùa ông cũng quay đầu vô đây nữa dạ con thấy hướng là ông cụ rùa quay cái đầu vô chỗ cốc ông tư á dạ quét dọn sạch rồi nó thấy rõ cục tù ở đây cục cái rùa ấy tính nát hơn dạ đó. Tính ra ở chỗ ông tư tu linh thiêng á cái thằng ở trong miền Nam với lại cái thằng ở sớm à dạ. Một con nó rồi xuống đây ở lại cho nó nghề thuyết pháp đó bắt đầu mới trầm cảm hại ông cũng trước làm đây dạ ông muốn ghét cái đình bà vô ông nó mất hồn hai thằng rộng đâu nó đi vô cái này cô ra tu đuổi vậy đi dạ nó không ra xuống vậy là mấy ông anh ông cũng gần đây ông đi xuống ông ghé vô chỗ ông tư mà dạ ông gì vậy râu kia mà rồi bự con rác cái định ba vô cái phản cái ấy của ông á dạ ông ghé rồi đâu nó đi ở chỗ trà tu đuổi đi tụi nó đi ra xuống rồi mà tính ra chỗ ông tư buổi chiều mà không chắc cũng không ai dám đến đâu ông tư một mình cũng không dám đến luôn á đem bụng chú vô chưa đỡ chú thấy gì rắn gì nó nằm ở trên con như vậy dạ chạy nó bỏ nó chạy dạ rồi cái thằng đầu đó còn cái thằng đầu đó còn vô uống 9 giờ sáng nè uống nước cái thấy cầu vô con khỉ mà bự nó khò con lọt rồi con chạy rồi nó khỉ rồi nó vậy là chỗ ông Tư là thường thường là những động vật ở bên trên rừng thường thường ngày nào nghe ông Tư thuyết pháp á từ trên đó xuống rắn và những động vật lớn và nhỏ xuống để nghe ông Tư thuyết pháp mọi người có những con rắn rất là to luôn ngày xưa chỗ ông Tư thì có con rắn to lắm Tư ha thầy già nó bỏ vô cái gốc kìa hả dạ cái gốc đó gần đầu rằng ở trống này nó này nó ít là nó thấy nó còn rắn gì một bự lứa ông đây ở đầu của cây bồ đề dạ cái vỏ nó bằng bắp giới chắc vậy vậy là ở phía trên phía sau chỗ ông Tư Lan Đế thì những động vật lớn nhỏ và xuống ở đây để nghe ông Tư thuyết pháp mỗi ngày mọi người tính ra chỗ cốc ông Tư là nhiều còn nhiều điều tâm linh hơn bây giờ thì chắc con nghĩ là mấy ông đó cũng lâu lâu thì cũng có xuống ông Tư à không ở đây giữ đi đầu không ở đây cái đầu dạ ở đây cái chỗ này giữ chỗ ở đây làm nhà đó làm kia nói nè nó làm cả dưới đây nó lên nó chạy dạng bữa ông Tư ở lại con làm trò gì dưới đây cái con lên thấy cây đèn trong một trước á dạ con bò lên đó trong cái con cứ uống nước trà trong cây lên cái bắt đầu có rồi cái mấy cái đèn kêu mất rồi còn mấy con là không chạy gì luôn dạ sợ mấy quấn cờ dạ mấy quấn cờ tướng như vậy tôi biết nói tôi biết là dạ. Vậy là ông Tư xếp những cái bàn để cho mấy vị ở đây đánh cờ ông ở đó đều là ba bàn mấy ông đi rẫy ở đây mà ông cũng sợ không ông đến đây ông nhiều chỗ nơi tâm linh mà chỗ đến ông Tư mà ông cũng ớn ông không dám đến mà giờ ở đây là mình khỉ rồi cũng có nhiều chứ ông Tư khỉ rồi đây nè dạ con ấy nó là nó làm là biết rồi mà con cái kè dạ cái cục khỉ ở đâu đây hả à? Nó cục khỉ một bự quá rồi bữa cái kỳ cái thằng ở sớm rồi nó hỏi ông Tư ở dưới ông Tư có một khỉ bự mà
Thủy thì dữ rồi. Ông đời cũng không mất cùng, không ra, nó còn không, không ra rồi, Thủy rồi. Phía sau chỗ nơi ông Tư ẩn tu là một vùng núi mọi người. Đây là toàn bộ là khu rẫy của người dân. Hôm nay cũng đã gần 6 giờ sáng rồi. Ông Tư đến lúc 5 giờ để quét lá và sau đó thì ông Tư đi về, ông Tư thuyết pháp cho các Phật tử ở xe nữa mọi người. Ông Tư như mình xây cái nhà nấu ăn kia họ giờ không có ai xin vô nấu từ thiện đồ ăn ông Tư. Dạ. Chắc nhiều khi xe quế người ta vô đây người ta nấu đi chở vận chuyển xe ông Tư à. Ở đây thì đầy đủ hết rồi, nước đồ điện đồ có hết luôn. Nhìn sáng ông Tư quét bên đây nữa là xong hả ông Tư? Quét lên trên xuống mỗi rồi, Mỹ mai quét cho mình đó. Dạ. Ông Tư này cũng đã 83 tuổi rồi mọi người. Sáng thì ông Tư đến quét và chỗ nơi ông Tư xếp đá, sau đó thì ông Tư đi về. Còn nghe nói là những viên đá to thì ngày xưa ông Tư lăn xuống, mà còn những viên đá nhỏ thì ông Tư kịp nách xuống luôn hả ông Tư? Nói vậy rồi sao nó gánh. Dạ. Gánh như cầm nách, còn người kia ghé cũng có rồi, còn người bự không mà lăn. Dạ, lăn, ông Tư lăn từ phía sau, ông Tư lăn lần xuống đây luôn. Dạ. Ở đây thường thường là những người thường chắc mà những cái viên đá mà tầm khoảng 10 kg chắc cũng nặng lắm Tư, mà ông Tư kẹp hàng ngày và ngày kẻ ngày về đêm luôn, rất hay luôn mọi người. Mà ông Tư lăn những viên đá lớn, sau đó thì ông Tư kẹp nách những viên đá nhỏ, sau đó ông Tư xuống để xếp thành một trận pháp tại nơi ông Tư tu mọi người. Hồi xưa là ông Tư trồng cái điều là ông Tư trồng hết luôn ông Tư. Dạ. Có nhiều khán giả thắc mắc là hỏi ông Tư là ông Tư tu theo theo đạo Phật gì mà ông Tư xốp đế hình thù kỳ lạ ông Tư. Cái đó. À vậy là ông Tư theo tu theo lối của Phật Thích Ca nha mọi người. Nên mọi người thắc mắc là ông Tư không biết là ông Tư tu theo đạo gì mà ông Tư xốp đế mà lăn từ ở trên núi xuống, mà ông Tư làm cả ngày và đêm luôn. Hôm nay thì ông Tư nói là tu theo của Phật Thích Ca nha mọi người. Dạ. Vậy là ngày xưa là ông Tư tu ở nhà trước, sau đó ông Tư mới đến đây ông Tư là xốp những viên đá đúng không ông Tư? Dạ. Vậy là lần đầu tiên ông Tư đến đây là chỉ có một mình thôi. Dạ. Vậy là họ kia là ông Tư định là đi lên trên núi cao ông Tư ở, nhưng mà vô tình thì cũng có người dân ở đây cho ông Tư khu rẫy này để ông Tư tu đúng không ông Tư? Dạ.
ở đây nửa lần nó có nước thôi. Ông Tư thì nói thì những ai muốn tu thì cứ đến đây tu, và ông Tư cho ở chỗ căn nhà của ông Tư đó mọi người. Ở tu xuống là ở tu đi cho nó muộn rồi mà cứ dạ. Cứ cần cỡ gì nữa nói vậy, tu với ông Tư đó. Dạ. Ở lại tu với ông. Con nghĩ là những ai mà có duyên thì mới đến chỗ ông Tư tu mọi người. Giờ chờ gì nữa. Dạ. Con nghĩ là giờ là phải ông thương bán nữa đó. Dạ. Ông có thích trường rồi. Nói rồi mà ông phải cha thích trường bán rồi con. Dạ. Cũng đó nếu mà gặp rồi hả? Ở đây thì cũng còn khu làng luôn mọi người. Ở phía dưới là một cánh đồng ruộng lúa ở phía dưới. Con nghĩ rằng thường thường là những ai muốn tu mà có duyên thì mới đến chỗ cốc ông Tư tu được. À, ông anh đệ tử của ông Tư thì sao sao ông Tư hồi đó mà không nhường cho ông ở đây ông tu mà ông đi về ha? Ông tu nó ở đây nó tu nó ở đây luôn á chứ mà. Mà bị nó học cái bài đó sao mà tập đó rồi mất ông mất nó học lại đó ra học. Dạ giờ ông anh nó đi về mà. Thì còn. Dạ. Nhà nó trên đây với đâu con thành ở với đâu nó làm đứa đó của con đó. Dạ. Cũng lâu hôm ông anh cũng chưa ra đây hả ông Tư? Ừ. Nó đi bên này cũng gần năm đó. Dạ gần năm hả? Đồ đạc nó còn đó mà nó đỡ cái áo quần nó mà không chưa đỡ bữa ngăn gà nó điện thoại nó nói cái bữa ngăn gà nó vậy mà dạ. Ở chỗ ông Tư thì tại là còn rất là nhiều điều tâm linh và huyền bí mọi người. Nơi ông Tư xếp đế thì ở phía sau ông Tư lăng đế thì gồm 4 ông voi và một ông cụ rùa bằng đá ở phía sau trận pháp chính của ông Tư. Nó thái tử ông vô cung á. Dạ. Nó thái tử rồi ông làm gì đó rồi ông muốn cũng dần lên đó vậy đó. Vậy là ông Tư thấy bốn ông voi ở phía sau quất dồi luôn không ông Tư? À, có cái một ông rồi quất rồi đó. Dạ. Ông quất cái dồi quất rồi đó. Về ông rùa là sao? Ông nằm ở bên ở chỗ cây xài đây nè ông Tư. Chắc ở ông ngoại phái ở Đông Cung ở dưới rồi sao lên đó biết rồi nè. À, tại vì con bữa con có lên con quay rồi nhưng con thấy là cái đầu của ông này quay vô cho cốc ông Tư á. Nó đi lên nó đi làm chúa cơ mà nó quay vô đây đó. Đó. Nó nằm đó. Bữa thấy ông Tư cũng đến chỗ đó thấy cũng quét dọn ở chỗ đó, cho ông rùa. Đó là mình phải kêu là thần Kim Quy đúng không ông Tử? Hả? Thần kêu mình kêu là thần Kim Quy chứ. Nó biết nó làm thái tử ở Đông Cung ở đầu dưới thái tử. Dạ. Mà sao chắc cô nghĩ là có duyên chỗ cốc ông Tư để ở ngay chỗ đó phía sau là quay đầu cốc ông Tư á. Dạ. Tính chỗ ông Tư hiện tại là rất là linh và có một ông cụ rùa và bốn ông voi. Bốn ông voi đó thì mình quay về hướng nào ông Tư? Dạ vậy là con thấy bữa con có đây sâu con thấy ông Tư cũng có sắp đế phía trên chỗ những cục đá to ông Tư ha. Con thấy cũng có ai sắp về sâu mà. Như là ông Tư thấy bốn ông voi luôn à, là sau là bốn ông đó ngự ở phía sau chỗ cốc ông Tư luôn. Thứ tượng á. Dạ. Thứ tượng tình bắt quái rồi nó. Dạ. Thứ tượng là gấu ông voi, bốn ông voi.
Đây là chiếc thuyền nè, mui nè. Mui thuyền nè, cái thuyền có nhã nè. Dạ. Đây là đứng cái này nó thẳng lên ngay cái ao chỗ Phật luôn á. Dạ, vì ông Tư là xốp theo một cái chiếc thuyền Bát Nhã. Dạ, chiếc thuyền Bát Nhã nha mọi người. Vậy chỗ đây là mũi tàu đúng không ông Tư? Mũi ra hướng về bên cái này nó hướng về bên chú đổ nè. Dạ. Hướng về đây nè. Giờ mới biết gì rồi. Hôm nay thì con mới được nghe ông Tư nói là ở đây có một chiếc thuyền, ông Tư xốp quay một đi vô mũi và vào cốc và một cái mũi nó quay về xuôi đổ mọi người. Mấy cây si này ông Tư đem đến trồng luôn không Tư? Ờ, trồng rồi đó. Dạ. Cái thằng dưới chặt cái buộc coi cái uống gơ cái thằng nó dắt, cái thằng nó câu dắt nó bị ấy quá. Dạ. Nó bị vỡ. Cái cây nó bự giống cổ thụ rồi nó sợ ấy qua và nó còn nó định cưa đó mấy cây nó bự. Dạ, buông thấy cái cưa một nhánh đó không Tư? Ừ, hai ba nhánh vậy ra. Chắc nó cái tầm linh nó lớn lắm. Dạ. Nếu mà cái dám cưa nó ngon rồi đó. Cưa cái hồi khi cái nó quất kia thôi, nó quất rồi. Chắc nhiều khi mà tẻ và rẫy ông cắt bớt rồi sao chứ. Dạ. Con nghĩ bình thường là những cái cây nào mà lớn là cũng có người ở giống ông Tư à. Đâu phải đơn giản đâu. Mình trước khi mình muốn làm gì mình cũng phải xin phép người ta chứ. Hình như cây đó là cây bồ đề dê, dê đỏ hả ông Tư? Phải dê không ta? Dạ. Con thấy giống bồ đề cái lấy dê đó ta. Nó cũng cây này cũng dòng của cái cây xanh đây nè, nhưng mà lé hơi dày nè. Bây giờ thì trời cũng gần 6 giờ rồi mọi người. Tôi cũng để quét xong ở phía trước rồi. Giờ mình tiếp tục ra phía sau rồi ông Tư. Ô, có con cắt kè. Kè đâu? À, cắt kè ở chung mối chung trong hốc rồi ông Tư à. Chạy vô nha. Ông Tư, con thấy ở bên trong đây có một cái dây rắn nè ông Tư à. Hả? Có 11 cái dây rắn thiệt to luôn. Dạ, ở trong hốc nè. Chắc xe mấy mọi người không thấy ha. Wow, cái dây rắn to lắm ông Tư à. Đây là bên trong. Wow, có một cái dây rắn khói là to luôn mọi người. Bên chỗ cái miếng đế lửa nè. Dạ. Ở bên chỗ cái miếng đá lở chỗ ông Tư mà có một cái dây rắn rất là to, Lộc nghĩ là có một con rắn ở to ở trong đây nè. Tại vì ông Tư xốp đá, ông Tư là bây giờ những con rắn ở trên núi xuống con nghĩ là hay chung vô đá ở ông Tư à. Ở dưới đây nè, dưới đây đá không biết à. Dạ. Ở cái hầm dưới cái dàn sông á. Dạ. Bự bự lần xuống nó có lỗ không đó. Dạ. Ở trong đó rồi. Xung quanh nhà ông Tư đều có rắn và những con cắt kè và những ông cụ rùa cũng xuống chỗ ông Tư để nghe ông Tư thuyết pháp mỗi ngày mọi người.
Bây giờ ông Tư bắt đầu đi phía sau để ông Tư sẽ đi ra bên chỗ trận pháp bên ông Tư chạy xe mỗi ngày mọi người. Hôm nay thì Lộc cũng đến lúc 5 giờ sáng, 4 giờ rưỡi là Lộc đã dậy rồi mọi người. Bây giờ thì trời cũng đã sáng rồi nè, mà mặt trời thì chưa có mọc luôn mọi người. Chỗ khu ông Tư ở là ở phía dưới đồi núi. Đây là trận pháp ở phía sau mà ông Tư xếp đế mọi người. Thì ngày xưa là ông Tư lăn từ ở phía sau ra đây đúng không Tư? Ông Tư lăn đế ở phía sau đây có một cái gợp núi mọi người. Ông Tư rinh những viên đá to và đá nhỏ. Sau đó thì ông Tư những viên đá nhỏ thì ông Tư có kẹp nách về để xuống. Còn những viên đá nhỏ này ông Tư gánh xuống mọi người. Còn những viên đá to thì ông Tư lăn xuống. Có những viên đá to này tầm khoảng phải bê 40 kg nè. Có những viên đá to, to hơn nữa mọi người. Những chiếc bàn này ông Tư tự xuống và xếp luôn hả ông Tư? Dạ. Ông Tư thành làm một cái bàn để cho mấy người ở phía trên đánh cờ mọi người. Dạ. Ở phía sau này hôm nay thì lé rụng nhiều không Tư ha? Dạ. Nhiều khi ai lấy ra xin cột gì không ta? Dạ. Ở phía trên mái tôn nhà ông Tư lé rụng rất là nhiều luôn mọi người. Tại thường thường đi sớm tầm khoảng 5 giờ mới gặp ông Tư. Sau tầm khoảng 6 giờ rưỡi là ông Tư đi về, ông Tư thuyết pháp cho các Phật tử luôn mọi người. Ông Tư đang cầm phanh dây thép đi vào bảo trong nhà cất lại nè. Rồi Lộc sẽ đi ra phía sau đây, Lộc sẽ quay trận pháp mà ông Tư xếp hơn 40 năm ẩn tu trên núi xếp đế để mọi người xem ha. Hiện tại là ông Tư đang quyết ở phía sau mọi người. Ngày xưa thì ông Tư lăn ở phía sau nè. Ở phía sau này có một cái gợp mọi người. Và ông Tư lăn những viên đá nhỏ và những viên đá to. Đây, có một ông Tư lăn mà cái đường mòn, có cái đường mòn đi xuống luôn mọi người. Nghe ông Tư nói thì ở phía sau này có bốn ông voi và một ông rùa. Ông rùa thì bữa trước thì Lộc có quay bên đây rồi mọi người. Đây là trận xá pháp chính mà ông Tư xếp ở phía sau. Giống như kiểu mà ông Tư xếp theo lối Phật Thích Ca mà ông Tư xếp như mà kiểu me trận mọi người. Ở đây thì đi vào mọi người có thể thấy như mà nơi chốn bồng lai tiên cảnh gì mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây là ở phía sau mà trận pháp mà ông Tư xếp. Xếp đế mỗi ngày luôn. Bên đây cũng có những viên đế mà ông Tư xếp mọi người. Ủa là cái bồn nước này của ông đại tử của ông Tư mua để lên tu không Tư? Này 2.000 lít luôn mà. Dạ. Ngày xưa thì ông Tư ở trên đây để ẩn tu xếp đế mọi người. Bây giờ thì ông Tư sáng thì ông Tư đến 5 giờ và ông Tư đi 6 giờ tầm khoảng 6 giờ rưỡi là ông Tư đi về ông Tư thuyết pháp luôn mọi người.
Đây là những chiếc bàn mà ông Tư làm để cho những vị ở đây đánh cờ và uống nước trà này. Chỗ ông Tư sáng nào đến đây cũng mát rồi à. Ở phía dưới đây là một cánh đồng lúa nè mọi người. Người dân cũng bắt đầu chín thì sáng người dân cũng bắt đầu gặt lúa nè. Trời bắt đầu nắng rồi. Bây giờ thì tầm khoảng hơn 6 giờ rồi. Ông Tư vẫn còn quét lá. Có những ngày mà mưa hay là ông Tư quét đến 8 9 giờ mọi người. Nhưng mà tháng mưa mình có quét không Tư? Dạ. Vậy là ông Tư phải mặc áo mưa vô rồi ông Tư lụm hả ông Tư? Vậy là buổi sáng thì ông Tư thuyết pháp, rồi buổi trưa ông Tư về nấu cơm rồi sau đó ông Tư ở nhà ông Tư có luyện pháp không Tư? Dạ. Ở phía sau này tôi thấy là hôm nay là cây xà này lé rụng nhiều nhất nè. Đi tầm khoảng 5 giờ là mình mới gặp ông Tư mọi người. 6 giờ rưỡi là ông Tư đi về rồi. Chừng nào mà ông Tư có ai đến cần để nghe Tư thuyết pháp ấy, thì ông Tư mới nén lại ở tầm khoảng tiếng, 2 tiếng đồng hồ vậy đó mọi người. Cũng có nhiều khán giả trên kênh qua Cú Lộc á muốn gặp ông Tư mà đi ta có nhiều chú thì cũng muốn đến một mình thôi, nhưng mà ông Tư thì cũng 83 tuổi rồi mọi người. Đến một người thì ông Tư cũng thuyết giảng một bài và đến 10 người thì ông Tư cũng thuyết giảng một bài vậy mọi người. Nên Tư nói là đến lần 10 người hay 5 người gì đó thì ông Tư thuyết giảng một lần nó dễ mọi người. Bình thường như ông Tư đi thuyết giảng á, ông Tư thuyết giảng ở chỗ của ông Tư là thuyết giảng bao nhiêu người ông Tư? 20-30 người. Wow, 20-30 người là nhiều quá chứ. 5 người, 10 người cũng có nữa. Dạ. Vậy là ông Tư thuyết giảng rất là đông luôn, một lần 30 người luôn mọi người. Vậy là ông Tư cái bữa ông Tư thuyết bài pháp nào tầm khoảng mấy tiếng luôn ha? Có ông Tư? Có dạ, bài pháp là thuyết tầm 4 tiếng, 5 tiếng rồi chứ, chậm là 5 tiếng. Qua wow, vậy? Chậm là 4 tiếng, cùng nhanh là 5 tiếng. Dạ. Hơn là nhanh là 4 tiếng. Vậy là ông Tư thuyết qua đó thì tầm khoảng cũng để đến 11 giờ trưa rồi ông Tư ha? Dạ, vậy là ông Tư chia ra bài pháp là có bài pháp 4 tiếng thì ông Tư chia ra là 2 tiếng. Qua ngày mai thì ông Tư thuyết pháp tiếp một bài pháp cho nó xong. Chứ một lần 4 tiếng thì ông Tư không thể nào mà thuyết pháp nổi mọi người. Tại vì ông Tư đã 83 tuổi rồi. Mà ông Tư 83 tuổi là còn chạy xe máy vẫn khỏe nha mọi người. Đó, đây là ở phía sau núi là ông Tư lăn những viên đá lớn xuống mọi người. Nhà ông Tư là ở trung trung một ở đông không ông Tư? Đồng hai hả? Đồng hai là ông ngõ. Cái ngõ này ngã ba này rẽ cháu mày rẽ xuống đây có chỗ mương á. Dạ có biết. Rẽ vô xuống vô nè có không? Dạ biết thì anh thấy. Mà chạy vô tới nhà. Dạ. Chạy vô ra chút cho cái nhà chỗ có ngã ba cái nhà cây chỗ đó.
Dạ. Giờ chạy vô ra thấy cái nhà này. Bữa nào con ghé nhà ông Tư con chơi bữa nha ông Tư. Ừ. Đó, thiết rồi sư. Xuống nó ta thiết rồi mày dài vô đây không được. Dạ được, bữa nào con ghé nhà ông Tư á, con vô chơi là đi theo ông Tư nghi thuyết pháp luôn. Họ được thiết dài vô. Dạ. Ấy là sợ nhiều khi mấy cô Phật tử ngại không ta? Sợ nào? Nhiều khi mấy cái biết cô Phật tử mà ngồi nghi thuyết pháp á, sợ mấy cô quay mấy cô ngại á. Có nào đâu đó, có mình ông Tư có ngại rồi đó. À vậy là nhà có mình đâu vậy? Dạ. Vậy bữa nào con ghé nhà ông Tư con chơi. Vậy là mấy con gái ông Tư đồ cũng ở xung quanh đó luôn hả ông Tư? Nhà ở về đây, về trường Phú Điền đó. Dạ. Ở chỗ trường Phú Điền ở dưới là cái trường Tiên Phong đó. Trường Tiên Phong với lại dưới đó rồi. Ở cái ngõ đầu thằng cũ đi vô có ngã ba nó ở đó. Dạ. Bình Nam là không có động nào bên Nam. Dạ. Ngày nào tôi cũng quyết lé mọi người. Dạ. Sống thì sống là gì dễ vậy cái gì. Dạ. Tạm biệt rồi. Bên nào hút hết được đó. Chắc ông nào bị rẫy xuống không tôi. Vậy là ở phía sau là bốn ông voi xe không tôi. À, bước vô đây có mà bước qua giờ mới đó là. Dạ. Bước qua đây giỡn mà bước ngay. Dạ. Chỗ đó có ông có ra bờ đường á. Ngay chỗ đây ông Tư? Ờ đi thẳng qua bên cái hướng đó. À đó cũng đi phía sau nữa cũng quay. Qua đó đó rồi giờ nó đi thẳng là thầy anh lên bên kia đó. Có đi qua quyết quẩn chút. Nghe ông Tư nói là ở phía sau là có bốn ông voi mọi người. Bốn ông voi bằng đế. Rất là to luôn. À thì là bốn ông vô phía sau đây nè. Đây. Bốn ông, đúng rồi, đây. Bốn cục đá đây nè mọi người, bốn ông vô nè. Đây có một cái đường mòn đi ra phía sau luôn. Đây một ông nè, ở phía trên thì ông Tư cũng có xách những viên đá này mọi người. Đây một ông nè. Bên kia hai ông đó mọi người. Ở phía sau đây là có một cái gộp. Ông Tư thì ngày xưa ông Tư lan đế thì cái đường mòn anh mọi người. Thấy mọi người thấy không? Nguyên một cái đường mòn luôn. Và ông Tư lan vô phía chỗ ông Tư để ông Tư xếp thành một trận pháp. Ở đằng chỗ hốc bên chỗ ông Tư thì mọi người cũng có một cụ rùa bằng đế. Sáng nay thì lé rất là nhiều luôn nên ông Tư quét đến tầm khoảng để 6 giờ mấy mà để chưa hết lé mọi người. Dạ thấy cũng thấy rồi ông Tư. Bốn cục đá to đúng không ông Tư? Dạ bốn cục đá to, thấy bốn cục đá to lắm. Dạ. Bốn ông này thì ông Tư thấy luôn không ông Tư? Thì vô nó quốc rồi đó. Dọn vô quốc rồi đó. Dạ về xong là bốn ông ngự tại đó luôn. Ông đi hướng rồi ông chú nè. Dạ. Ông thấy con tu rồi ông ngừng đó. À ông ngừng bốn ông đứng này. Ở trên đó phía sau chỗ ông Tư mọi người. Vô quốc rồi đẹp lắm, quý ông đẹp lắm. Dạ. Cống mà của Mỹ ông cống rồi. Dạ. Con thấy ra phía sau bốn cục đá to đó ông Tư. Đó rồi đâu phải hàng trên mấy cái cục trên kia. Cái hàng ở rồi thuộc rẫy của ông bốn đó. Dạ. Chị rẫy ông Tư còn là về tiếp phía sau luôn hả ông Tư? Dạ. Đó đó. Bên bên xài của nó. Dạ. Dạ, bên đào là của ông Tư hết mọi người, còn mà xài thì của người ta. À. Sáng ông Tư quét cũng 6 giờ mấy rồi mọi người. Này mai ông Tư mới quét nữa tại vì ông Tư mệt rồi mọi người.
Hôm nay thì ông Tư quét xong thì ông Tư đi về, ông Tư thuyết pháp luôn mọi người. Vậy là bình thường sáng này ông Tư không có ăn sáng gì không Tư? À, sáng ngày ông Tư uống nước lạnh không mọi người? Trưa, chỉ là trưa ông Tư mới ăn hả ông Tư? Dạ. Sáng hôm nay thì Lộc cũng đi lúc 5 giờ sáng để gặp ông Tư. Và video tiếp theo thì Lộc sẽ ngồi nghe ông Tư thuyết pháp. Còn bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video để Lộc đi về. Hẹn mọi người những video tiếp theo từ kênh của Lộc vào ngày mai nha. Xin chào tất cả mọi người nha.